nhọc nhằn chẳng qua suốt đời gì sông thân to lớn trên trời không có chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ cha cháu cho con có sai lầm thì người cùng quan dung từ bi dành ước nhường kho miễn sao cho con không lớn nên người khi con được thành danh thì cha mẹ mới nghe môi cười à núi con chẳng hoàn chỉ thân bên ước mẹ nằm bên sao cha mẹ được an lành.
nghênh ngang. Phải nên nói năng nhã nhặn, biết chân lời giáo của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu: phụ mẫu chính là thay vì Phật sống. Muôn việc lành nếu hoàn tính đầu niềm ưu tư em ả bỗng đâu đây đã xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.